the end of a long week, and I thought you seemed withdrawn. Well, the truth always comes out. Now yours has through someone else's mouth, and right now I can't move on. You're telling yourself it's to protect me, so you hid away a crucial part of me, and I can't let this go. Good morning mọi người, hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần tuần đầu tiên của kỳ học cuối cùng của mình. Yes, thế nên là mình sẽ quay một cái vlog back to school, my last back to school vlog. Thì thực ra tuần trước mình đã bắt đầu đi học một vài môn rồi, nó chỉ là kiểu chào hỏi, làm quen các thứ thôi. Xong rồi tuần này mới bắt đầu thật sự là đi học, có bài tập, có công việc các thứ phải làm. Thế nên là mình sẽ vlog lại cho mọi người, cộng với một cái giveaway. Cho đây là cái giveaway back to school cuối cùng của mình trên vai trò là một sinh viên. Mọi người chờ đến phần giveaway nhé. Thì bây giờ là 10 giờ sáng ngày thứ hai. Mình vừa mới tắm gội xong. Bây giờ mình sẽ ăn sáng nhanh một cái gì đó. Xong rồi mình có 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ. Mình có 4 tiếng để làm một cái PowerPoint, cộng với cả chuẩn bị nội dung của mình cho bài nhóm, một cái research. Chắc là mỗi thứ mình làm trong 2 tiếng. Nhưng mình cũng phải đăng TikTok và chuẩn bị outfit để chiều nay chụp hình. Mình... ok, ăn nhanh phải bắt đầu làm thôi. Cái tâm cảm này mình rồi edit và post xong. Nhưng mà nó lâu hơn mình nghĩ mọi người ạ. Bây giờ đã là 12:20 rồi. Chắc là mình sẽ không kịp làm cái PowerPoint trong buổi sáng hôm nay. Mình sẽ để nó đến đêm làm, xong rồi nộp trong đêm. Còn bây giờ mình phải chuẩn bị cái bài nhóm. Tại vì là 3:30 chiều nay là gặp nhau rồi, thế nên là không thể đẩy lùi được. Nhưng bây giờ nhãn hàng đang bảo mình là phải gửi outfit và background và mood board các thứ. Thế mình không biết phải làm cái nào trước, trời ơi, sao lúc nào tôi cũng như vậy. Ok. Ok, mình đã xong việc rồi. Bây giờ là 3 giờ chiều. Như mọi người thể thấy thì chị Mai đang đi làm. 3 giờ chiều là chị Mai sẽ đi làm. Kiểu mình hơi bị cạn năng lượng ấy. Nhưng mà mình phải đi học nhóm bây giờ. Mà mình không biết mặc gì. Và lẽ ra là mình phải chụp ảnh nữa. Nhưng mà brand vẫn chưa duyệt trang phục cho mình, thế nên là mình không thể nào chụp ảnh được. Ây da, thật là khó khăn, sống thật khó khăn. Expect cloudy skies today. Daytime temperatures will hover around 13 degrees with overnight lows around 7. Hello mọi người, mình đã ra khỏi nhà rồi. Nhưng bây giờ là 3:30.
Thực ra mình có một cái tính cực kỳ xấu mà mình cần phải sửa, đấy là kiểu ví dụ mình hẹn 3 rưỡi thì 3 rưỡi mình sẽ ra khỏi nhà ấy mọi người. Mình rất hay bị như thế luôn ấy. Mình cực kỳ gọi là chúa tể procrastinate, bà hoàng chậm chạp. Ok, bây giờ mình đang đi rất nhanh ra bến tàu, xong rồi chúng mình sẽ đi vào trung tâm thì gặp bạn mình. Bring it back to the pine, kid. That's all I do. I went from dropping in on pipes, put it up pipes, 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 to cellos every night, night. Skateboard, put the mic, mic. I switch my Nikes for my chucks. I switch my Nikes for my chucks. Mm-hmm. I switch my Nikes for my chucks. Oh yeah. I switch my Nikes for my chucks. Y'all wanna know what my first love was? I had a skateboard with some tightened up trucks. Tối hôm đó thì có bạn mình sang nấu cho mình ăn, thế nên là mình có thời gian luộc ức gà cho mèo. Cứ khi nào mình có thời gian thì mình sẽ cho chúng nó kiểu đổi món một tí ăn ức gà, còn đâu bình thường thì sẽ là ăn pate, đủ các loại vị khác nhau. Trong tuần này của mình đã gội đầu các thứ rồi, tóc vẫn còn chưa khô lắm, thế nhưng mình sẽ buộc tạm lại để get ready. Hey, mình vừa mới rửa mặt, tắm gội các thứ xong, cần phải đập toner lên mặt ngay lập tức. Mùi chà cái này dễ chịu quá. Cái này là green tea fresh toner của Isn't Tree, dưỡng ẩm. Kỳ này là kỳ cuối rồi, thế nên là mình cũng học khá là nhiều. Mình được nghỉ thứ 7, chủ nhật, thứ 2. Còn bắt đầu từ thứ 3 mình học đến thứ 6 luôn. Ngày nào cũng phải đến trường. Mà nhà mình thì cách trường tận 1 tiếng luôn. Thế nên là cũng hơi mệt. Cái khoản đi lại ấy, nếu như mà ước gì kiểu trường mình ngay trước cửa nhà mình nhỉ. Nhưng mà trường mình lại ở một cái khu rất là hẻo lánh, nên mình có thể chuyển về đây sống được. Thật ra mình cũng đang ở một khu rất hẻo lánh. Nói cái gì vậy? Ok. Dạo này mình đang dùng cái kem chống nắng dạng stick này của Isn't Tree. Dùng cái này kiểu hay cực, kiểu tại vì nó lạ đối với mình. Không biết mọi người dùng kem chống nắng dạng stick nhiều chưa, nhưng đây là lần đầu tiên của mình. Ừ, và kiểu mình thấy cầm nó rất là sướng. Cái cách apply kem chống nắng này nó rất là thú vị, thế nên là mình dạo này chăm dùng kem chống nắng hơn hẳn. Mà tại vì nhớ, nó có cái đầu kiểu apply hình giọt nước như này ấy, thế nên nó rất là dễ để đưa vào những cái ngóc ngách ở trên mặt mình, như kiểu là khóe mũi này. Xong rồi kiểu mắt mình chỉ cần kiểu để như này, mình gạt qua như thế này, kiểu rất là dễ luôn ý. Thế nên là không bị lo là thiếu chỗ nào trên mặt cả. Bình thường thì mình luôn luôn dùng dạng kem, tại vì nó kiểu dễ kiểm soát và mình có thể massage nó đều khắp mặt, những cái ngóc ngách các thứ. Nhưng mà từ khi mà mình dùng em này thì mình thấy nó cũng rất là tiện, và tiện mang đi để apply trong ngày nữa, bởi vì là không cần phải tẩy trang hết đi rồi mới bôi lên, mà mọi người chỉ cần bôi thẳng lên trên make up của mọi người như này thôi. Và cái finish của nó ấy, mọi người thấy nó không hề bị quá bóng đâu nhá, nó rất là lì và rất là dễ chịu, khô ráo trên da. Ngoài chống nắng ra thì em này còn có hyaluronic acid với cả niacinamide, vừa cấp ẩm cho da lại vừa làm dịu da nữa, thế nên là rất là ok. Mình bôi kem chống nắng lên mình không thấy bị cay mắt này, mình cũng không thấy bị rát da hay là có vấn đề gì cả, nói chung là rất là dịu nhẹ. Rồi em này chống nắng cho cổ cũng rất là dễ chịu, tại vì cái finish của nó kiểu khô ráo, không bị dính ấy mọi người. Thế nên là mình mặc áo có cổ các thứ, mình cũng không cảm thấy là kiểu bị dính kem chống nắng ra cổ áo hay gì cả. Nó không có màu nữa, cũng không có white cash. Nói chung là perfect. Xong. Đấy thì nói chung nó rất là nhỏ gọn như này thôi. Thế nên là mình hay mang ra đường, xong rồi lúc nào mà kiểu đổ nhiều mồ hôi quá hoặc là nắng gắt quá gì đấy thì mình sẽ bôi lại. Nhất là cái vùng trán của mình, tại vì thì không biết sao nhưng mà trán của mình nó cũng không được đều màu. Mình nghĩ là tại vì kiểu ánh nắng chiếu như này thì nó sẽ kiểu
hít cái trán của mình đầu tiên và cái sống mũi của mình mọi người ạ. Cái đợt mình về Việt Nam mình bị kiểu cháy nắng ở trán và sống mũi mình kiểu đỏ au luôn. Đấy, thế nên là lúc nào nắng gắt quá mình sẽ lôi ra mình kiểu bôi lại như này. Đó. Ok. Đêm hôm qua thì Brand đã duyệt outfit cho mình rồi. Thế nên là hôm nay mình nghĩ là mình sẽ đi học xong rồi mình sẽ đi lên phòng của xong rồi mình sẽ chụp ảnh luôn. Thế nên mình mặc cái bộ đấy luôn. Nhưng mà kiểu bây giờ bên Đức đang vẫn là kiểu 10 độ, nói chung là vẫn lạnh ấy. Nhưng mà cái chủ đề của bộ ảnh lại là mùa hè năng động. Thế nên là mình phải mặc đồ ở trong, cái quần đúng như thế đấy. Nên mình phải mặc đồ ấm ở bên ngoài để xong rồi có gì lên đến nơi mình sẽ cởi ra và mình sẽ chụp nhanh xong mình sẽ lại mặc. I can't tell you what I want. You were hot. You were hot. God damn, she was hot. I met you in the summer. I never fell in love. It was the weather that made it feel so good. By the fall, you fell and then I flew away. And I xong thì mình cùng với Lan Anh đi lên Frankfurt vì nhà Lan Anh ở Frankfurt, còn mình đi lên đấy để chụp ảnh và đi mua đồ giveaway cho mọi người. Ok, let's go. Quán taco này ở gần Hauptbahnhof Frankfurt và nó như kiểu là một cái quán gọi là gì, giống kiểu bánh mì cổng trường ấy mọi người. Đồ ăn ở đây thì rất là rẻ và mình luôn luôn ăn cái menu mà có 3 cái loại taco nhân gà, nhân bò với cả một cái gì đó cộng với cả nước và khoai tây chiên. Nói chung là cái menu này rất ngon và rất nhiều và mình rất là thích taco. Hình xong thì bọn mình đi mua đồ cho chuyến đi Berlin cuối tuần của mình. Tại vì cuối tuần này thứ 6 thì mình sẽ đi Berlin xem Logi. Thế nên là bọn mình đi tìm quần áo một chút. Có một cái này mình rất thích ở Muji với là kẹp mi mọi người. Thì là người ta cũng có cái kẹp mi như thế này nhưng mình không thích cái shape này lắm. Mình thích nó như này, nó kiểu rất là nhỏ gọn. I spent last year in the hay, so many records got made. I kept that shit to myself, I only wanted my pay. I took some time from stage, got in the bed with the snakes. They wasn't doing their job, I let them slither away. Hello. Annyeong, mình đã về nhà rồi đây. Bây giờ sẽ là một cái haul nhỏ nhỏ đồ Muji và cái haul này cũng sẽ là giveaway luôn nha mọi người. Mình mua cái gì mình sẽ giveaway cái đó cho mọi người. Sau rất nhiều năm mua đồ Muji để giveaway cho mọi người thì năm nay mình đã có Muji Việt Nam tài trợ mình. Thế nên là đồ sẽ đến tay mọi người rất là nhanh. Chuẩn bị tinh thần để comment giveaway nhé. Ok. Đầu tiên là một món không phải là giveaway. Mình mua một cái áo ở Muji, mình rất thích. Chờ tí mình lộn nó lại đã. Mình rất thích mua đồ basic ở Muji tại vì cái fit của nó rất là đẹp và và cái màu của nó rất là nhã nhặn. Thế nên là mình mua một cái áo như thế này, áo kiểu
cổ tròn, gân gân như vậy. Mình sẽ mặc cái áo này với quần jeans các thứ bình thường thôi. Đấy, một cái áo basic trông rất là xinh. Tiếp theo, những món đồ không giveaway trước nhé. Tiếp theo là bông tẩy trang ở Muji. Bông tẩy trang vậy thôi. Gì nữa? Còn một cái nữa. Cái đồ nhúng phở. Yay. Mình chuẩn bị làm video kitchen vlog, thế nên là mình mua cái đồ nhúng phở. Không biết có nấu phở được không nhưng mà mua đã, tại vì nó rất là xinh. Nó kiểu bé xíu xiu, phù hợp nhúng phở cho một người ăn. Hết đồ cho riêng mình chưa nhỉ? Còn một cái nữa, đấy là cái này gọi là card holder, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ làm nó thành kiểu cái ví tiền của mình mọi người, tại vì nó trông rất là xinh. Nó là bằng thiếc như thế này, thiếc lì, có cả loại bóng nữa, nhưng mình mua cái lì này. Mở ra thì mọi người có thể kẹp tiền của mọi người vào đây, kẹp thẻ của mọi người vào đây, thì tiền với thẻ ở trong này rất là gọn, trông cool đúng không? Trông rất là xinh, kiểu mặc kiểu đồ ngầu ngầu xong rồi cầm cái này. I don't know, mình mua tao tại vì trông nó rất là hay. Nó có nhiều thiết kế khác, đây là cái loại dày nhá, có một loại rất mỏng, trông cũng rất là đẹp nữa, nhưng mà mình sợ kiểu mình có nhiều thẻ quá ấy, nên là mình đã lấy cái này. Ok, một món đồ cuối cùng dành cho riêng mình, đấy là cái kẹp mi, mình đã quay cho mọi người lúc đấy rồi thì phải. Cái kẹp mi như này, đây, nó như thế này, xong rồi mình mở cái này chứ. Xong rồi mình kẹp mi như này. Ok, bây giờ đến đồ giveaway cho mọi người, thì chúng mình có... Đầu tiên là một cái bìa gáy xoắn như thế này. Nó có nhiều loại, một cái màu bìa như thế này, một cái bìa trong và một cái màu đen. Thì lúc giveaway cho mọi người nó sẽ kiểu random nha. Mình rất thích cái bìa trong nhưng mà ở Muji ở đây không có, thế nên là mình mua cái này. Đấy, thế xong rồi mình sẽ build một cuốn sổ từ cái này. Tiếp theo, mình tặng mọi người một cái bìa sổ như này. Thì mình cũng tặng mọi người giấy luôn. Mọi người có thể lấy ra và mọi người lồng vào cuốn sổ này. Wait a minute. Ta-da. Đây, nó đã thành một cái cuốn sổ như này rồi. Và mọi người có thể rất dễ dàng tháo các trang ra, lắp lại rồi thêm trang mới. Hoặc là viết hết rồi thì mọi người có thể nhấc hết cái ruột này ra, thay cái ruột mới vào, thì nó cũng rất là bảo vệ môi trường. Ngoài ra thì không chỉ có mỗi kiểu sổ như này mà mọi người có thể ghép thêm cái này vào nữa. Đây, mình cũng sẽ ghi vô cho mọi người những cái này. Đây là cái kiểu cái tập để mà chia trang ấy mọi người. Ví dụ nhá, viết một cuốn sổ như thế này thì mọi người có thể chia thành nhiều phần, phần này viết cái gì, phần kia viết cái gì. Mọi người có thể cài thêm cái trang này vào. Mình làm mẫu cho mọi người nhé. À, ví dụ như này. Mọi người viết xong mọi người có thể đánh dấu là ví dụ đây là một chương chẳng hạn, xong rồi đây lại là một chương nữa, kiểu như thế. Thì có mấy cái tờ này để mọi người chia sổ ra. Xong rồi, còn nữa. À, cái này nữa, đây là những cái túi clear pocket như thế này. Mọi người có thể cài vào trong sổ luôn. Ví dụ như là ở một cái mục nào đấy hoặc là ở một trang nào đấy, mọi người có một cái sample hay là cái giấy note hay là bất cứ cái gì mọi người cần phải giữ lại liên quan đến cái trang đấy, mọi người có thể cài vào cái cuốn sổ này luôn. Như kiểu là có rất nhiều phụ kiện và option để mọi người có thể build cái cuốn sổ của riêng mình ấy. Mọi người mở cái gáy ra như thế này, xong mọi người cài vào là xong. Đó, bấm lại. Ta-da. Còn cái gì không nhỉ? Mình còn mua gì cho cái sổ này không? Hết rồi. Đấy, thì đây là cuốn sổ và tất cả những cái phụ kiện mà mình tặng cho mọi người để mọi người có thể... Ê kìa, con ồn quá. À, thì đây là cuốn sổ và tất cả những cái phụ kiện đi kèm mà mình tặng cho mọi người để mọi người có thể tự build cuốn sổ của riêng mình. Có sổ rồi thì phải có bút. Mình tặng cho mọi người cái loại bút mà mình thích nhất của Muji. Đấy là cái loại bút bi bấm 0,5mm. Đây, bút bi bấm như này. Viết nó rất là mượt, rất là thích luôn. Rất là tiện và cái design của nó cũng rất là đẹp nữa. Đó. Đây là cái bút mình tặng cho mọi người. 10 cái nha, mỗi bạn 10 cái. Một hộp như này. Dùng từ lúc đi học đến khi tốt nghiệp luôn. Giấy note mình sẽ để hai cái giấy note mà mình đã chọn lên đây cho mọi người. Tại vì mình không tìm thấy ở Muji Đức nhưng mà ở Muji Việt Nam có. Thế nên mình sẽ để lên trên này cho mọi người. Một cái nữa mà mình muốn tặng cho mọi người đấy là cái này. Cái flip card à? Word cards. Để mọi người học từ mới. Một cái clear pocket để mọi người cất bút nữa. Sorry mọi người, nếu mọi người nghe thấy tiếng túi lạch sạch nhé. Tại vì con Eggy. Con Eggy đây này, nó đây này. Đó. Đây, tiếp theo là lại là sổ tiếp mọi người ạ. Mình tặng mọi người thêm hai cuốn sổ nữa. Ê, cái vóc là ồn nha. Cái này là slim notebook plain.
trắng tinh, không có dòng kẻ gì hết. Mình nghĩ là mọi người Việt Nam kiểu không phải là thiếu đường học tập gì ấy, chẳng qua là mình thích cái gì thì mình tặng mọi người cái đấy thôi. Thế nên là đợt này mình đang đam mê sổ, mình tặng mọi người nhiều sổ. Cuốn sổ này nó là một cái màu nó xong rồi ở trong là nó kẻ ngang như này, nó kẻ hết từ cái mép giấy bên này sang mép giấy bên kia luôn, chứ nó không để lề hay gì hết. Nên mình thấy design của Muji nhìn rất là, nó rất là sướng mắt đấy mọi người. À còn nữa, cái đồ của Isn't Tree sáng nay tôi dùng, tôi cũng sẽ giveaway cho mọi người luôn. Cái sun stick để mọi người mang theo đi học, kiểu reapply kem chống nắng. Và một cái toner hoặc là sữa rửa mặt, nó sẽ kiểu random. Thì đấy, sẽ có 3 phần quà, bao gồm tất cả những thứ này của Muji và hai sản phẩm full size của Isn't Tree dành tặng cho 3 bạn may mắn. Ta-da! Mọi người có thể comment ở dưới thể lệ giveaway, tôi sẽ để ở comment mà tôi ghim ở trên đầu. Thì mọi người có thể đọc cái thể lệ chơi giveaway và chơi nha. Ok. Ê mọi người, hoa peony của mình đẹp không? Hãy khen hoa của mình đi. Hôm trước mình mua về nó còn đẹp hơn cơ. Hôm nay là nó sắp tàn rồi á, nhưng mà nó vẫn rất đẹp. I love peony. Và tulip. Ok. Bây giờ là 10:15. Bây giờ mình phải làm một cái presentation thật nhanh để ngày mai thuyết trình ở trên lớp. Không biết kiểu mọi người học những ngành khác như thế nào, nhưng mà cái ngành của mình thì nó kiểu thuyết trình như cơm bữa, nghĩa là everyday, tuần nào cũng có ít nhất một hai môn gì đấy thuyết trình một cái gì đấy. Thế nên là nói chung là cũng kiểu quen rồi ấy. Nhưng mà được một cái là nó ít thi kiểu clausure, kiểu nặng nề quá, chỉ là thuyết trình làm nhóm rồi viết bài là nhiều thôi. Đó, thì mình rất thích học kiểu này. Đây mình sẽ tóm tắt cái bài mà mình đã làm vào trong một cái thuyết trình để ngày mai thuyết trình. This is so cool. Xịn vãi. Cái này kiểu khai sáng vãi. Mình nghe nhiều thông tin về cái này rồi, nhưng mà mình kiểu chưa bao giờ thật sự để ý vào để dùng nó ấy. Nhưng mà hôm nay kiểu mình buồn ngủ quá, bây giờ là 12:13 rồi. Mình làm xong cái kiểu cái PowerPoint rồi, nhưng mà mình quá mệt để kiểu viết nó ra thành lời. Mà kiểu thật ra ngày mai nói cũng được, nhưng mà mình muốn viết ra cho nó chắc ấy, nhưng mà mình buồn ngủ quá. Thế nên là mình kiểu nghĩ là hôm nay mình vừa đi học cái lớp kiểu nói về ChatGPT xong, thế mình dùng thử, nó kiểu siêu đỉnh luôn ấy. Xịn nhở. Yên tâm rồi, đi ngủ thôi. Có một cái project kéo dài từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều thôi. Từ kỳ 2 trở đi thì kỳ nào bọn mình cũng có một cái project và làm việc với những công ty, với những khách hàng khác nhau. Kỳ này thì mình làm việc với một công ty mỹ phẩm và làm kiểu marketing các thứ cho họ ấy. Mình về nhà mình thấy cửa mở, mà hai con mèo vẫn ở nhà không mất con nào cả. Ôi may quá. Trời ơi, chắc là tại hôm qua mình chỉ đóng như này thôi, xong rồi gió nó đẩy ra ấy. Wow. Mà thôi, trời đang đẹp, mình sẽ để như thế này. Không có con nào bỏ nhà ra đi à? Mimi không bỏ nhà ra đi à? Ngoan thế nhỉ? Ngoan quá. Hello mọi người, mình đã về nhà rồi đây. Thế hôm nay là một tiết học rất dài, kéo dài từ 10 giờ sáng cho đến tận 4 giờ chiều. Bây giờ là 5 rưỡi, mình đã về đến nhà rồi.
Nhưng mà bây giờ mình phải thay đồ để đi ra chụp thêm ảnh. Tại vì là cái shoot ảnh hôm qua mà chụp ở trên Frankfurt ấy, mình quên mất một cái dáng pose rất quan trọng. Rất quan trọng, nhưng mình kiểu quên mất. Mình chụp 1 tỷ tấm ảnh nhưng không có tấm nào mình tạo cái dáng đấy. Thế nên là bây giờ mình phải đi chụp nốt một cái pose đấy, lại mặc lại đồ hôm qua và đi ra ngoài chụp. Nhưng mình sẽ không lên Frankfurt chụp nữa, tại vì nó quá xa và bây giờ kiểu 5:30 rồi, chỉ còn tầm 1 tiếng nữa là trời sẽ tắt nắng. Thế nên mình phải đi luôn, đi luôn, đi luôn. Yes, xong rồi mình sẽ về nhà và ăn tối. Lẽ ra hôm nay mình kiểu nghĩ là mình về nhà sau một tiết học rất dài, sau một ngày, thì mình sẽ có thể kiểu chill một chút, nấu ăn, ăn uống. Nhưng mà không, mình vẫn phải đi chụp. Ok, đi thôi. Alexa's dreaming now, drifting off my couch. We walked down the street, she's walked 1,000 times. At the Hiểu. Thứ năm thì mình cũng không làm gì nhiều, thế nên là mình cũng không quay nhiều. Mình chỉ có học xong, xong rồi gặp Lân ở trên phòng của đi mua khuyên dố, rồi gặp chị Ngọc, rồi ăn tối và mượn máy ảnh của Lân để đi Berlin đó. Và hôm đấy trời mưa rất to. Hết. Cuối cùng thì cũng đến cuối tuần và đêm nay thì mình sẽ đi xem show của Logi ở trên Berlin. Và ở Berlin thì cách chỗ mình ở là tầm hơn 4 tiếng đi tàu, thế nên là học online xong cái tiết cuối cùng của tuần này thì mình chạy ra pack đồ và chuẩn bị để đi luôn. Hello, mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn cho mèo nữa là xong. Đồ ăn và cát mèo. Đi xe đạp nha, đi xe đạp đi cho nhanh. I show up late again, they're clucking in the car park like a pack of hens. I hate my face for smiling. Nếu mình chỉ đi khoảng 2 đến 3 ngày thôi thì hai con mèo sẽ tự trông nhau ở nhà. Mình sẽ đổ đủ đồ ăn và hạt khô để cho nó đỡ bị thiêu đồ ăn đấy mọi người. Mình sẽ để ra pate vừa đủ cho cái ngày hôm đó và đồ khô đủ cho những ngày tiếp theo. Đang ở trên tàu rồi. Mình đi rất sớm luôn ý, bây giờ là 2:45 mà 4 giờ mình mới có tàu ở Frankfurt. Tức là mình có tận 1 tiếng 15 phút để đi đến Frankfurt, trong khi đi lên Frankfurt chỉ hết có 15 phút thôi. Thế mình đi sớm tận 1 tiếng. Thế nhưng mà đen dã man luôn ý. Tất cả các chuyến tàu đi lên Frankfurt đều bị cancel bởi vì kiểu có emergency, medical emergency gì đấy. Mình không biết bây giờ mình phải làm như nào nữa. Mới đến Hauptbahnhof rồi thì mình hỏi ở quầy info, người ta nói là cái đường ray nó vừa được clear rồi. Thì hy vọng là chuyến tàu sắp tới là 15:30 đến Frankfurt lúc tầm 15:48 gì đấy thì mình vẫn sẽ kịp tàu. Thế nhưng nếu không kịp thì mình có thể đi bất kỳ chuyến nào khác để tới Berlin, không cần quan tâm về giờ giấc, tại vì đây là lỗi của người ta. Thế mình đã mua bánh mì để ăn trong lúc chờ tàu.
Mình với Lan Anh đã lên tàu đi Berlin rồi nên chắc là mọi thứ sẽ ổn từ đây. Hy vọng thế. Yes. See you vào vlog của tuần sau từ Berlin. Nhé. Bye bye. Ba phút. Cái này còn nó. Rồi em ra cái bàn ra gấp đôi.